Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Mình vừa đọc được một cái comment các bạn trong cái video mà mình khoe các bạn cái cách làm cái hồ automatic của Nguyễn Phát á. Có một cái bạn comment, các bạn nó nói rằng là thử cúp điện xem coi dàn hồ này nó như thế nào. Thì ok, bây giờ mình sẽ thử tắt điện xem coi cái dàn hồ của mình nó sẽ hoạt động như thế nào các bạn nha. Đây, thì để cho bạn nào chưa biết cái dàn hồ này thì các bạn có thể bấm vô góc màn hình đây xem lại cái dàn hồ automatic của Nguyễn Phát mình đã làm ở cái clip trước. Thì cái dàn hồ này nó sẽ tự động thay nước, tự động dọn phân bể. Chúng ta chỉ nuôi cá, chỉ việc là cho cá ăn thôi các bạn nha. Nhưng mà có một bạn comment là các bạn muốn thử tắt điện cái dàn hồ này thì xem nó như thế nào. Thì ok, bây giờ mình sẽ tắt điện xem nó như thế nào. Thì mình sẽ nói trước luôn cái những cái hoạt động sau khi nó cúp điện nó sẽ như thế nào. Thì trước tiên thì sau khi cúp điện khoảng cỡ một vài giây thì bắt đầu cái hệ thống oxy cấp cho hồ thì bắt đầu nó sẽ bật lên. Thì bình thường nó sẽ không có bật lên tại vì là trong cái luồng nước nó đã đủ nồng độ oxy cho cá này nó phát triển rồi, nên mình sẽ không có cài đặt để cái máy oxy nó chạy. Mình chỉ là cài đặt khi mà cúp điện nó sẽ mới chạy thôi. Cái phần tiếp theo là đối với cái bộ cái dàn lọc. Thì đối với cái dàn lọc thì khi mà cúp điện thì nước ở trên những cái hồ ở trên nó sẽ tràn xuống cái dàn lọc dưới, bên dưới nó sẽ tràn ra bên ngoài. Thì cái dàn lọc dưới này nó sẽ, cái hệ thống nó sẽ tự động nó bơm nước ra bên ngoài để cho cái hồ, để cho cái nước nó không có bị tràn ra sàn các bạn nha. Thì đó là những cái mà khi mà cái dàn hồ của mình bị cúp điện nó sẽ hoạt động các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi đây, thì cái hệ thống dây này thì mình chưa đi lại nên thành ra là nó hơi gọi là hơi rùm rà nha các bạn nha, nó hơi rối nha. Thì đây là một cái công tắc đèn, còn trong đây nó sẽ có một cái công tắc tẩm hết toàn bộ trong đây ha các bạn ha. Giả dụ trường hợp bị cúp điện các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tắt cái công tắc tẩm và tắt cả công tắc đèn luôn. Rồi đấy. Đây các bạn. Thì sau khi tắt điện thì hệ thống oxy dự phòng nó sẽ bắt đầu nó chạy. Rồi, sau khi hệ thống oxy dự phòng nó chạy thì sẽ tiếp tục tới cái phần bên dưới hợp lọc. Nước nó sẽ hồi về hợp lọc rất là nhanh, khiến cho cái hợp lọc của chúng ta nó sẽ tràn ra. Và khi hợp lọc tràn ra thì nó sẽ cấn cái phao bơm này, nó sẽ bơm cái nước bị tồn đọng đó, nó bơm ra ngoài cống. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cống xem nó bơm như thế nào các bạn nha. Đây các bạn nha, đây là cái ống xả bơm ra ngoài đó. Thì nó sẽ bơm theo luồng đó, nó sẽ bơm theo luồng. Khi mà phao nó cấn nó sẽ bơm theo từng luồng một, đến khi nào mà cái mực nước của nó hạ thấp thì nó sẽ ngưng bơm ra ngoài, là nước thải của chúng ta nó sẽ không có bị tràn ra sàn. Các bạn hiểu chưa? Đó, nó bơm theo luồng, từng luồng một. Rồi, vừa rồi mình cũng đã trình diễn cho các bạn xem là cái dàn hồ tự động của mình khi cúp điện nó như thế nào. Thì có một bạn cũng comment hỏi rằng á, là khi mà mình nuôi như thế này thì nó bị bệnh, nó sẽ bị bệnh chung hết tất cả các hồ với nhau thì nó sẽ như thế nào. Thì mình xin thưa các bạn, giống như là bây giờ các bạn tưởng tượng khi mà người ta nuôi cá koi trong một cái hồ rất là lớn thì trong đó có rất là nhiều cá, thì tại sao lại cá koi nó lại không có bị bệnh? Thì có nghĩa là những cái hồ nào mà cái bộ lọc nó càng mạnh thì con cá nó sẽ rất ít bị bệnh. Còn đối với cái trường hợp này của mình thì mình cũng chỉ là chia phân tách nó ra từng hồ cho vui thôi, chứ thực tế nó vẫn giống như là một cái hồ cá koi lớn và mình sử dụng một cái hộp lọc lớn để nuôi nó, nên thành ra cái vấn đề bị bệnh của nó cũng khá là khó xảy ra. Cái thứ hai, nếu như mà nó có vấn đề bị bệnh xảy ra thì cũng rất là dễ chữa trị, tại vì là khi mà bị bệnh xảy ra thì chúng ta chỉ cần châm thuốc vào trong cái bộ lọc thì cái bộ lọc đó nó sẽ phân tán thuốc đi hết tất cả các hồ, để từ đó là nó giúp cho cái sức khỏe của con cá nó tốt hơn. Cộng thêm cái dàn hồ của mình có phần thay nước luôn, cả thay nước hàng ngày, thành ra là cái nước của chúng ta luôn là cái dòng nước sạch và nước mới mỗi ngày, chứ nó không phải là nước cũ tồn động. Thì các bạn cũng biết là khi mà các bạn nuôi một con cá mà con cá nó bị bệnh là có nghĩa là cái nguồn nước của chúng ta nó đang có vấn đề, là cái thức ăn của chúng ta không được phân hủy tốt,
cái nguồn nước nó không có, nó quá cũ, nó không có mới, thì nó sẽ nảy sinh ra những cái vấn đề như là bệnh nấm lở mình này kia kia nọ. Đó là do về vấn đề là nước dơ thì con cá nó sẽ rất là dễ bị bệnh các bạn nha. Cái phần tiếp theo thứ hai á là mình có sử dụng đèn UV, thì cái đèn UV là một trong những cái đèn để diệt khuẩn, để diệt khuẩn như nấm mốc này kia kia nọ trong cái nguồn nước. Thì khi mà đã có thay nước mới hàng ngày mà lại có thêm là cái đèn UV nữa thì cái tình trạng bị bệnh thì hầu như là rất là khó xảy ra. Thì từ khi mà mình sử dụng cái dàn hồ này nay hơn một năm thì mình chỉ xảy ra là đúng hai tình trạng bệnh, chỉ có xảy ra đúng hai lần bị bệnh thôi. Và những lần bị bệnh đó khắc phục cũng rất là đơn giản, là chỉ cần chăm thuốc và bộ lọc thì hai ngày sau nó sẽ hết các bạn nha. Cũng không cần, mình sẽ cũng không cần thay nước mới luôn, mình chỉ cần là chăm thuốc vô rồi máy móc nước mới nó sẽ tự động nó làm việc và từ đó sức khỏe của con cá nó sẽ được cải thiện. Rồi ok, thì vừa rồi mình cũng đã có một số cái chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ về cái dàn hồ tự động của mình. Các bạn thấy hay nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát mình một cái đăng ký các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.